Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, một trong những chuyên kênh về mua bán trao đổi tất cả các loại giống lan rừng có uy tín tại Cao Bằng cũng như trên toàn quốc. Và em xin tự giới thiệu, em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2019, em xin phép được giới thiệu và báo giá những mặt hàng lan rừng mà cơ sở Ngọc Bền mới cập nhật. Đầu tiên em sẽ giới thiệu sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo lông trắng ạ. Hoàng Thảo lông trắng bên em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1 kg. Lô hoàng thảo lông trắng này chủ yếu là những cái thân khá là ngắn cũng như là hàng rời nhé các bạn. Nên là em sẽ bán với mức giá hàng giống là 350.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan Vanda hương chanh, một trong những loại lan mà đặc trưng của vùng rừng núi Cao Bằng. Em sẽ bán với mức giá là 150.000 đồng nhé. Đây là lô Vanda hương chanh chiều qua thứ 6, có một bạn từ Bảo Lạc Cao Bằng lấy ra cho em. Hiện giờ chỗ này cũng không còn nhiều, chỉ có khoảng tầm 6 kg ạ. Tiếp đến ở đây em giới thiệu sẽ là những phần Trần Tuấn, có mức giá là 200.000 đồng một phần. Những phần Trần Tuấn ở đây em còn rất là nhiều nhé. Hiện giờ em lấy ra 3 phần để tượng trưng cũng như là quay cho các bạn biết cái mặt hoa cũng như là mặt cây của Trần Tuấn đấy ạ. Đây là một trong những loại lan rất quý của rừng Việt Nam nhé. Hiện giờ thì lan Trần Tuấn cũng đang là mùa hoa rồi, nên là khi gửi đi những cái mặt bông ấy, thì em sẽ quay cho các bạn xem trước. Còn em không đảm bảo những mặt bông có thể đến tay các bạn được, bởi vì nó đã bung lụa khá là rộng là rồi. Nên là hiện giờ thì có thể là khi gửi đi sẽ xảy ra tình trạng là bị bong hoa nhé. Đây là những mặt bông của lan Trần Tuấn đấy ạ. Đây là những cái nụ mà hiện giờ nó nở muộn ấy, thì là còn nụ thôi, nhưng mà hầu như đều đã bung lụa hết rồi ạ. Mỗi một phần Trần Tuấn này có giá là 200.000 đồng nhé các bạn. Đây ạ. Tiếp đến em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan trầm tím. Trầm tím thì hiện giờ em có hai loại nhé, trầm tím Lào và trầm tím Myanmar. Lô mà đang ở trước mặt màn hình của các bạn đấy ạ, là lô trầm tím Myanmar hàng đẹp. Hiện giờ lô trầm tím Myanmar này em bán với mức giá là 750.000 đồng cho 1 kg ạ. Trầm tím Myanmar hiện giờ thì đã bắt đầu sưng những cái mắt nụ và ra những cái chồi nụ khá là cao rồi nhé các bạn. Đây là những cái chồi nụ của trầm tím Myanmar đấy ạ. Trong thời gian tới thì tất cả những cái thân hoa hoặc thân tơ ở đây đấy ạ, thì sẽ ra hoa chi chít luôn. Đảm bảo các bạn sẽ được chơi hoa trong ngay năm đầu tiên này. Đây là một cái khóm mà nãy em sắp hàng thì em mới kiểm tra ra và thấy bắt đầu những cái, đây là cái khóm mà sẽ ra hoa sớm thôi nhé. Còn ở đây thì hầu như là những cái mắt nụ nó vẫn chưa sưng ra hết, cũng như là chưa những cái chồi hoa lên đâu ạ. Ở đây có những dề như thế này thì em vẫn cho vào là hàng đẹp, bởi vì cái tỷ lệ cái thân tơ cũng rất là nhiều, nó chỉ có thể là bị gãy một chút cái đầu ngọn một chút đấy, thì em vẫn cho vào hàng đẹp bởi vì nó là những dề rất là lớn, cũng như là hiện giờ khi gửi đi thì các bạn chăm mầm lên ấy, ở dề như này thì cái tỷ lệ chồi non lên sẽ rất là khỏe luôn ạ. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan trầm tím Myanmar hàng giống. Lan trầm tím giống này thì em bán với mức giá là 650.000 đồng cho 1 kg. Sẽ bao gồm những cái thân mà có thể là nhỏ này, thứ hai là bị gãy thân hoa này, và thứ ba là những cái thân già khá là nhiều. Các bạn lấy về làm giống thì các bạn sẽ tách từng thân này ra cho em nhé. Kể cả thân già và thân tơ mình đều tách ra hết cho em. Sau đó thì mình có thể ươm và những cái mắt ngủ nó vẫn lên bình thường nhé. Một mức giá rất là tốt cho các bạn nhà vườn cũng như là các bạn muốn trồng với số lượng lớn nhân giống. Bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan trầm tím hàng rừng Lào nhé. Trầm tím rừng Lào thì bây giờ cái mầm con nó lên rất là cao rồi đấy ạ. Trầm tím rừng Lào đấy, mầm con hầu hết đều đã lên mầm con. Và thứ hai nữa là thân hoa cũng bắt đầu ra hoa rất nhiều. Đây là những cái thân hoa mà bắt đầu trồi lên đây ạ. Thân hoa đây. Trong thời gian tới những thân nào mà chưa ra thì sẽ bắt đầu nảy hết hoa nhé các bạn. Bởi vì là cái lan trầm Lào này ra hoa rất là đẹp, cũng như là màu tím đậm hơn so với trầm Myanmar. Cũng như là với mùa ra hoa đấy thì nó sẽ ra trước khoảng tầm 15 ngày như này so với trầm Myanmar. Tiếp đến trên đây em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan hương rừng, hay còn gọi là Điện Biên Đông đấy ạ. Điện Biên Đông cũng là một trong những mặt hàng lan mà cho hoa vào mùa hè nhé các bạn. Điện Biên Đông em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ thì một số thân ra hoa sớm thì bắt đầu cũng có hoa rồi, nhưng hiện giờ chưa phải là chính vụ hoa của Điện Biên Đông nhé các bạn.
các bạn mua về thì ghép lên giúp em, và trong thời gian tới những cái thân tơ nó sẽ cho ra hoa như này đấy ạ. Đây là những thân tơ mà nó ra hoa sớm thôi. Em xin nhắc lại, Điện Biên Đông bên em bán là 220.000 đồng cho 1kg nhé. Bên cạnh Điện Biên Đông sẽ là mặt hàng lan Ý Thảo ba màu ạ. Ý Thảo ba màu thì hiện giờ đang qua mùa hoa rồi, những bông hoa thì hầu như đều đã xuống sắc và bắt đầu tàn hoa nhé các bạn. Các bạn lấy về trồng, ghép và để thuần và chơi hoa vào những mùa sau. Hiện giờ cái mầm con cũng lên rất là cao rồi đấy ạ. 300.000 đồng cho 1kg Ý Thảo ba màu nhé các bạn. Trên Ý Thảo ba màu em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc bên em hôm nay bán là 280.000 đồng cho 1kg nhé. Chỗ này cũng không còn nhiều bởi vì thân Hạc Vĩ Bắc nó cũng rất là khô và nhẹ rồi. Bởi vì em lấy về em không tưới nước nhé, vì tưới nước sẽ làm hỏng lan cũng như là làm nặng ký. Bây giờ các bạn mua về rất là lợi ký luôn. Em xin nhắc lại là 280.000 đồng cho 1kg Hạc Vĩ Bắc ạ. Đảm bảo thân dài đều đẹp và rất đều nhau luôn nhé các bạn, không quá to nhưng mà nó rất là đều luôn ạ. Bên cạnh đây em giới thiệu tiếp là lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Kim điệp thơm hiện giờ cũng đã qua mùa hoa và hiện giờ cái lô hàng này thì những cái khóm chỉ có khóm, cũng không có quá nhiều khóm to, nên là em bán với mức giá thanh lý, mức giá hàng giống nhé, 200.000 đồng cho 1kg. Còn bình thường em bán hàng đẹp sẽ là rơi vào khoảng 250 cho đến 280 một cân cơ. Hiện giờ đã qua mùa hoa rồi và cái hàng cũng không quá nhiều dề đấy, em bán theo hàng thanh lý luôn. Em sẽ lấy cho các bạn xem một cái thân hoa của kim điệp thơm nhé. Đây, đây là thân hoa của kim điệp thơm còn tương đối là đẹp đây. Đặc điểm của hoa kim điệp thơm đấy, rất bền, nở phải tầm 1 tháng. Và thứ hai nữa là mùi hương thơm rất dễ chịu. Rồi ạ, em giới thiệu tiếp bên cạnh đây sẽ là lan Ý Ngọc ạ. Hiện giờ lan Ý Ngọc bên em bán với mức giá là 300.000 đồng cho 1kg nhé. Hiện giờ thân tơ cũng như là cái chồi non của Ý Ngọc cũng bắt đầu lên rồi đây. Còn thân tơ thì bắt đầu đã ra những cái mắt nụ đây các bạn ạ. Ở đây tất cả đều những cái thân tơ thì đều có mắt nụ hết cả rồi nhé. Bây giờ các bạn mua là thích hợp nhất, bởi vì trong thời gian tới nếu mua muộn khoảng cỡ khoảng 1 tuần nữa thôi thì những cái mắt nụ này nó sẽ lên quá cao và khi gửi đi sẽ không thể đảm bảo những cái mắt nụ này đến còn được lành lặn đến tay các bạn. Nên hiện giờ mua là thích hợp nhất rồi đấy ạ. Mình về ghép và được chơi hoa ngay trong mùa đầu tiên luôn. Tiếp đến ở đây sẽ là lan miệng kín ạ. Miệng kín thì hiện giờ cái thân lá rất giống đuôi cáo nhé các bạn. Một trong những loại lan mà em lấy về để chia sẻ cho các bạn sưu tầm thôi. Với mức giá rất là rẻ, 100.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu sẽ là những quả địa lan, những củ địa lan mặc diệp. Củ địa lan mặc diệp thì em bán là 2 phiên rồi và hôm nay thì chủ yếu là còn những cái củ cũng không quá lớn nên em bán đồng giá hết luôn nhé. Hôm nay lan mặc diệp sẽ là 10.000 đồng cho một củ lan mặc diệp này. Địa lan mặc diệp thì các bạn lấy về trồng với giá thể sẽ là vỏ trấu với đất mùn trộn cũng như là thêm một chút những cái phân chuồng đã qua xử lý nhé. Mình trộn vào và sẽ trồng vào chậu cho em. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan dáng hương tam bảo sắc ạ. Dáng hương tam bảo sắc lô này về thì rất là mướt và đẹp luôn. Ngay sáng nay vừa mới cập bến cơ sở lan rừng Ngọc Bền nhé. Đây ạ, những cái lá rất là mượt và óng đẹp luôn nhé các bạn. Dáng hương tam bảo sắc phiên hôm nay em bán mức giá là 250.000 đồng cho 1kg. Hiện giờ thì dáng hương tam bảo sắc sẽ chuẩn bị đến mùa hoa nhé các bạn. Nó cũng là một trong những mà loại lan nở vào đầu hè. Ở đây có những cái bẹ lá đã ra những cần hoa rồi đây. Đây là cần hoa của dáng hương tam bảo sắc ạ. Ở dưới này thì có một cái cần hoa mà nó cũng sẽ lớn hơn. Nhưng mà hiện giờ thì hàng kg. Nên là bên em khi nãy đã có qua lựa chọn và các bạn sẽ để từ trên xuống dưới như này rồi. Nên là khi mà em lấy lan cho các bạn đấy, thì sẽ quy định là bốc từ trên xuống. Bởi vì đây là tất cả những cái mặt hàng lan mà đã lựa chọn rồi. Nên là khi các bạn đặt lan thì em sẽ không lựa chọn lại lần thứ hai nữa. Bởi vì mình bốc đi bốc lại nhiều sẽ xảy ra tình trạng là gãy cần hoa và thứ hai nữa là hỏng hết lá nhé. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan chồn lào các bạn ạ. Chồn lào thì ở đây cũng còn không nhiều. Đặc điểm của chồn lào thì những cây chồn lào nó không quá to nhé. Cái lá, bản lá nó cũng nhỏ hơn so với cái chồn bắc của mình.
một trong những loại lan cũng rất xứng đáng để các bạn sưu tầm vào trong cái vườn lan của mình ạ. 180.000 đồng cho 1 kg chồn Lào nhé. Tiếp đến sẽ là lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn phiên hôm nay em về cũng không được nhiều lắm. Hiện giờ thì cũng mới đến nên là em cũng còn chưa cởi bỏ những cái bó lan đùi gà tròn đây đấy ạ. Thì em quay qua để cho các bạn biết về cái mặt bông của đùi gà tròn nó như nào đây. Đây là một trong những cái bó hàng mà có mặt bông còn tương đối là đẹp nên là em lấy về để quay cho các bạn xem mặt bông. Chứ thực ra thì hiện giờ đã qua cái mùa lan của đùi gà rồi nên là tỷ lệ mà thân mà hoa tàn rất nhiều cũng như là đang cái xuống lá để tích nước nuôi những cái mầm con nhé. Nên khi nhận được lan các bạn lưu ý giúp em là mùa này đùi gà tròn ở mua cơ sở nào, bất cứ cơ sở nào cũng vậy thôi, cái tỷ lệ xuống lá rất nhiều nên là các bạn lấy về chủ yếu là để mình lấy mầm gốc thôi nhé. Đùi gà tròn phiên hôm nay hàng đẹp em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn thanh lý. Đùi gà tròn thanh lý thì hiện giờ chủ yếu là những cái thân rời khá nhiều nhé, nhưng mấy cái mầm gốc ấy đảm bảo vẫn rất tốt và lên rất là khỏe nhé. Các bạn mua hàng thanh lý thì lưu ý giúp em nên tìm hiểu trước thì hãy mua, hoặc là mình đã có kinh nghiệm để về ghép lan rồi đấy ạ, thì các bạn nên mua về để ghép, bởi vì cái mức giá nó rất là rẻ thôi nhưng mà sẽ cần mất thời gian để ghép nhé. Em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg đùi gà tròn hàng thanh lý ạ. Tiếp đến trên đây em còn có một lô hàng giống nữa, đó là lô Long Tu Xuân giống ạ. Đây là lô Long Tu Xuân giống của ngày hôm nay. Tất cả đều đang lên mầm rất nhiều rồi các bạn nhé. Kể cả những khóm bé bé này thôi, mầm gốc cũng bắt đầu lên rồi đấy ạ. Hàng giống là những thân lan mà có cái thân hoa có thể bị gãy. Nếu mà dài mà bị gãy thì em cũng cho vào hàng giống. Nhưng chủ yếu là những cái thân ngắn dưới 20cm thôi. Còn tỷ lệ gãy rất là ít luôn các bạn nhé. Chủ yếu là những khóm bé, nhỏ, thân hoa dưới 20cm thì em cho vào hàng giống thôi. Cái này lấy về thì các bạn làm giống cũng như là để nuôi mầm gốc rất là tốt rồi ạ. Em bán với mức giá là 240.000 đồng cho 1 kg nhé. Long Tu Xuân hàng giống ạ. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là lan Sơn Thủy Tiên ạ. Một trong những loại lan mà em cũng rất thích và hay ghép. Sơn Thủy Tiên của ngày hôm nay thì về rất là đẹp đấy, có rề rất to nhé các bạn. Sơn Thủy Tiên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Ở đây có những rề có thể là sẽ khoảng tầm hơn 1 cân hoặc có những rề phải đến 2 cân nhé các bạn. Đây ạ. Rất to đều luôn nhé. Hiện giờ thì em sẽ cho các bạn xem những cái rề mà đang có mặt ở trên thôi, bởi vì em bới đi bới lại thì có thể nó gãy dập mất hết hoa đấy. Đây. Còn theo sở thích của em ghép thì em lại hay ghép những cái khóm nhỏ nhỏ như này hơn. Bởi vì mình cho vào đĩa và những cái chậu nhỏ xinh ấy, thì em sẽ hay ghép những loại này hơn này. Sơn Thủy Tiên thì giờ cũng đang chuẩn bị mùa cho hoa rồi nhé. Một trong những loại lan mà nở hoa mà vào mùa hè đấy ạ. Đây, những cái rề Sơn Thủy Tiên đây nhé. Tiếp đến ở đây, em giới thiệu sẽ là lan Ngọc Thạch Lào. Ngọc Thạch Lào này cũng là Ngọc Thạch 3 màu nhé các bạn. 180.000 đồng cho 1 kg Ngọc Thạch Lào ạ. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan Kim Thoa. Một trong những mặt hàng lan mà có mức giá rất là dễ chịu, chỉ 100.000 đồng cho 1 kg thôi. Và lan Kim Thoa là lan cho hoa vào mùa hè nhé. Là dòng lan mà cho hoa vào mùa hè. Các bạn bây giờ mua về ghép lên giá thể và cũng được chơi hoa ngay trong mùa hè đầu tiên này luôn đấy ạ. Rồi ạ, em giới thiệu tiếp ở đây sẽ là mặt hàng lan Ngọc Thạch 3 màu. Đây là Ngọc Thạch 3 màu hàng Bắc nhé. 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Hiện giờ thì Ngọc Thạch 3 màu đang lên những cái mầm gốc rất là cao rồi đây. Khi vận chuyển đi thì bên em sẽ cố gắng thật chuẩn bị những cái hộp thật kỹ lưỡng cũng như là gói hàng kỹ để đảm bảo những cái mầm gốc này đến tay được các bạn và các bạn có thể trồng lên và thuần được luôn nhé. 200.000 đồng cho 1 kg thôi ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Lan chuỗi ngọc thì hiện giờ bên em những cái hàng đẹp ấy ạ thì cũng không còn nhiều, mà chủ yếu là những cái thân mà nó đã mất nước khá nhiều rồi ạ. Bây giờ về các bạn lấy về các bạn ghép thì cần phải xử lý, có nghĩa là ngâm nước cũng như là B1 hay là chế phẩm đấy ạ, để cho nó hồi lại rồi sau đó thì có thể ghép lên giá thể bình thường nhé. Vì thân cũng hơi nhỏ nên là em sẽ bán với mức giá thanh lý là 140.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu sẽ là lan Hoàng Phi Hạc. Một trong những loại lan mà cái mặt bông rất là đa dạng và bông cũng rất là đẹp luôn.
Nhưng hiện giờ hoàng phi hạc thì cũng đang là mùa xuống lá cũng như là mùa hết hoa, nên là lá tỷ lệ lá ở trên thân cũng còn rất là ít, nhưng không sao, bởi vì là đây là cái đặc điểm của dòng lan này rồi, bây giờ nó cũng giống như đùi gà thôi. Qua mùa hoa thì sẽ xuống lá để nuôi những mầm gốc, nên là khi mà nhận được lan, các bạn sẽ nhận được chủ yếu là những cái thân như thế này thôi. Và thứ hai nữa là nếu mà còn lá mà nó đang uống xuống thì các bạn có thể chủ động ngắt đi, hoặc là không ngắt thì trước sau thì vẫn tự dụng đi ấy. Nên là khi mà gửi đi thì em cũng chủ động ngắt bớt lá đi để tránh cái tình trạng mà để trong hộp là có thể là gây thối nhũn, cũng như là không lợi kg cho khách hàng. Hoàng phi hạc em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên hoàng phi hạc sẽ là lan hoàng lạp, một trong những loại lan mà ở đây thì nhìn rất giống sơn thủy tiên nhé các bạn. Và cũng là lan mà ra hoa vào mùa xuân rồi, nên là hiện giờ thì lấy về mình để làm giống thôi nhé các bạn. Em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Ở đây thì em vẫn còn thấy được một cái khóm hoa hoàng lạp mà vẫn còn bông cũng khá là đẹp đấy ạ. Đây là mặt bông của hoàng lạp nhé các bạn. Khóm này có thể là ra hoa muộn, cần hoa thì vẫn còn khá là đẹp đấy ạ. Lan hoàng lạp thì cả thân và lá tương đối giống sơn thủy tiên, nhưng mà cái mặt bông sẽ khác nhé. Mặt bông của hoàng lạp thì chủ yếu là cánh vàng mạo vàng, còn bông của sơn thủy tiên trong thời gian tới mùa hè đấy ạ sẽ ra bông, và bông sẽ có cái họng này là họng nâu nhé. Đặc điểm của hai loại này là sẽ ra hoa trước nhau khoảng 1 tháng nhé. Lan hoàng lạp thì đã bắt đầu qua mùa hoa rồi, sơn thủy tiên thì bắt đầu chuẩn bị đến mùa hoa. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng thì bên em bán với mức giá là 120.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ bông của nhất điểm hoàng cũng nở rất là rộ rồi nhé các bạn. Cái bông này thì nó nở muộn thì bây giờ vẫn chưa bung lụa, còn những bông mà đã nở rồi thì đây ạ. Bông này vàng này, bông trắng này, nhưng mà khi nở bung lụa ra rồi thì là nó sẽ là màu vàng nhé. Vàng và họng cam luôn đây, nên là gọi là nhất điểm hoàng đấy ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là lan đùi gà dẹt, một trong những loại lan mà bên em bán rất là chạy luôn ạ. Đùi gà dẹt em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ lan đùi gà dẹt lô hàng này về thì tất cả đều tương ứng nhau hết nhé, bởi vì không có dề to nhưng cũng không có quá nhiều khóm nhỏ. Lan đùi gà tròn và đùi gà dẹt thì hiện giờ cũng đều đã là cái mùa mà đang xuống hoa rồi, nên là em cũng sẽ tìm để cho các bạn thấy qua cái mặt hoa thôi. Chứ còn hiện giờ thì đã qua cái mùa hoa đẹp rồi. Đây là hoa của đùi gà dẹt nhé. Nó sẽ nhỏ hơn đùi gà tròn một chút thôi ạ. Còn cái lô đùi gà dẹt này cái bông cũng tím đậm rất đẹp luôn ạ. Hôm nay về cũng số lượng nhiều nên là đảm bảo đủ để chia sẻ cho tất cả các bạn luôn nhé. Đùi gà dẹt ngày hôm nay đấy ạ. Trên đùi gà dẹt em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo tam bảo sắc. Khi nãy em có giới thiệu về dáng hương tam bảo sắc rồi đấy ạ. Thì ở trên này em giới thiệu là hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc thì cái mặt bông nó giống như là bông của trúc mành ạ. Rất là đẹp luôn. Lô hoàng thảo tam bảo sắc này em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh tam bảo sắc sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng, 150.000 đồng cho 1 kg phi điệp vàng nhé các bạn. Một trong những loại lan mà có cái mặt bông cũng đẹp và có cái giá trị về dược liệu nữa, mà trước đây thì ở bên Trung Quốc họ thu mua rất là nhiều, lấy về vừa để là pha chè uống cũng như là làm thuốc. Tiếp đến sẽ là lan vẩy rắn ạ. Lan vẩy rắn cũng là lan cho bông vào mùa hè, nên hiện giờ vẫn chưa có những cái mầm nụ lên. Vẩy rắn bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Cái thân và lá của vẩy rắn sẽ bé hơn so với là lan vẩy rồng đấy ạ. Nên nhìn qua các bạn cũng sẽ thấy cái sự khác nhau rồi. Tất cả vẩy rồng cũng như vẩy rắn đều cho bông vào mùa hè. Tiếp đến bên đây em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan thập hoa. Lô thập hoa thì hôm nay về cũng rất là nhiều luôn các bạn ạ. Em bán với mức giá xả là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Còn những bạn nào mà lấy những cái dề mà dề to đấy ạ, dề có thể là từ 5 cân nhảy chẳng hạn, thì em sẽ bán chỉ còn có 120 1 kg thôi, nếu mà lấy những cái dề to khoảng tầm 3 đến 5 cân. Còn nếu mà các bạn lấy theo kg và những khoảng 5 lạng cho đến dưới 3 cân thì em bán với mức giá là 150.000 đồng. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1 kg nhé. Đảm bảo thân đều dài đều đẹp hết nhé các bạn.
Còn những cái loại thân mà quá nhỏ hoặc bé đấy ạ, hoặc là thân hoa bị gãy như thế này và có thân già nhiều thì em bán theo cái giá hàng giống là 200.000 đồng cho 1kg hàng giống nhé. Hàng giống thì hiện giờ hôm nay bên em vẫn chưa lọc hàng nên là vẫn chưa có để quay trực tiếp cho các bạn. Nhưng mà hàng giống thì tỷ lệ thân già cũng như là thân hoa sẽ thân già nhiều và thân hoa bị gãy cũng như là thân hoa sẽ ngắn nhỏ hơn dưới 10cm nhé các bạn. Còn hàng đẹp thì cái thân hoa nó sẽ dài hơn cũng như là cái tỷ lệ thân già và thân hoa sẽ được rơi vào khoảng tầm 50%. Đây là cái lô hoàng thảo vôi của ngày hôm nay, 260.000 đồng cho 1kg ạ. Em giới thiệu tiếp ở trên đây sẽ là lan hoàng thảo xoắn nha các bạn. Lô hoàng thảo xoắn này về thì cũng mới đến nơi và em cũng vừa bỏ hàng xuống nên là cũng chưa kịp lọc. Nên là cái lá vàng cũng còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà lá vàng mùa sùng lá của lan rồi nên là nó không quá ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của cây lan nữa các bạn. Ở đây tất cả những mặt hàng lan đến cơ sở Ngọc Bền đều được giữ khô nguyên để đảm bảo cái độ tươi cho cây. Thì bên em cũng không dám tưới nước mà bên em chỉ dám để là trong cái khí hậu mà không bị úng nước thôi, để giữ khô thôi, để đảm bảo lợi cân cho tất cả các bạn. Về các bạn thì vẫn có thể là ngâm qua chế phẩm và những cái B1 chẳng hạn ạ, để hồi lại cây và sau đó ghép giá thể bình thường nhé. Hoàng thảo xoắn em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng long tu đá trắng, hay còn gọi là long tu xanh hoa trắng ấy. Thì em cũng gọi quen thành long tu đá trắng luôn. Đây là mặt bông của long tu đá trắng nhé. Hiện giờ cũng đang lấy mùa bông của long tu đá trắng rồi. Những cái nụ đây chi chít rất là nhiều luôn các bạn ạ. Những cái thân tơ mà chưa lên thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ lên. Đây, tỷ lệ nụ cũng rất là nhiều luôn nhé. Mặt bông thì khác so với long tu đá tím. Long tu đá trắng em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Và bên cạnh đây sẽ là mặt hàng long tu đá hoa tím đấy ạ. Long tu đá hoa tím em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Long tu đá hoa tím thì bây giờ cũng đang lấy mùa hoa và những cái chồi lên cũng rất là tốt rồi, đang lên rất là mạnh luôn nhé. Em quay luôn cho các bạn xem cái mặt bông của long tu đá hoa tím đấy ạ. Đây sẽ thấy rõ cái sự khác nhau đúng không ạ? Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Ngọc Bền mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 hoặc số điện thoại liên lạc thứ hai là 0967616158115 để được lên đơn cũng như là tư vấn ạ. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.